Washington xin kính chào quý khách. Hôm nay là ngày 28 tháng 12 năm 2018. Tôi trân trọng giới thiệu quý vị là 3 chiếc giường chữ X bằng gỗ vụn của một các khách hàng ở khu vực phía Nam. Chúng tôi đang trong quá trình hoàn thiện phần bánh vách ly. Ở đây chúng tôi là tạm thời lắp tạm hai cái khung lên, hai chiếc lên và còn một chiếc nữa thì chúng tôi đang để phía trong này và rác đây. Hữu thợ rồi là đang tập lập hoàn thiện để bàn giao cho bác. Đây, một chiếc nữa đây, ba chiếc. Và lúc này thì cái không khí trời, buổi trời hôm nay ở cơ sở của tôi là nó đang âm u, trời mưa, nó rất là mù, nó tối, ánh sáng nó không được sắc nét cho lắm, cho nên mong bác khách hàng thông cảm. Và ngoài ba chiếc giường của bác ra thì là bác còn một chiếc sập thờ, một chiếc sập thờ thì chúng tôi cũng hoàn thiện xong rồi, đang để phía trong này. Và một bộ bàn ghế nghe bảo đỉnh bằng gỗ hương đá của Nam Phi thì chúng tôi cũng đang hoàn thiện, trong quá trình hoàn thiện thì chúng tôi là để đây, và khi nào xong ba chiếc giường này chúng tôi sẽ bỏ ra một loạt để hoàn thiện phần cuối cùng cho gia đình của bác khách hàng ở khu vực phía Nam đã đặt hàng của cổ Thành Luân chúng tôi. Đây, bộ bàn ghế nghe bảo đỉnh siêu khủng, siêu VIP của cổ Thành Luân, gồm có 6 món cột 12, nhưng mà chúng tôi làm cái thông số kích thước vào nó to, cao, dài, rộng như cột 14 ở ngoài thị trường. Đây, giường thì chúng tôi đang hoàn thiện ba chiếc và đang tháo rời. Trời ngoài trời nó đang mưa rất chi là lớn và ảnh hưởng khí hậu gió mùa, cho nên là mưa chúng tôi không thể lắp thành ba chiếc được để cho bác khách hàng thấy được, và hẹn bác trong một cái clip sau chúng tôi sẽ lắp ra đầy đủ cho bác xem. Và đây là Thành Luân, xin trân trọng cảm ơn bác đã tin tưởng đặt hàng Thành Luân, và xin tạm dừng video clip tại đây. Xin chào lại các khách trong những video clip sau.